Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ và ngay sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lý Sơn huy động hầm quân sự để người dân tránh siêu bão Noru. Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiên quyết sơ tán dân tại những nơi nguy hiểm. Lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết có thể huy động hầm quân sự để người dân tránh trú. Sáng sớm hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp ứng phó khẩn cấp với bão số 4 Noru. Cuộc họp được kết nối trực tiếp đến trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và trụ sở Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn có liên quan. Dù các tỉnh, thành phố đã triển khai các giải pháp, nhiệm vụ được giao, người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh vẫn tiếp tục triệu tập cuộc họp để rà soát lại công tác chuẩn bị ứng phó bão Noru và các diễn biến sau bão. Người dân ở xã, phường nên cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới cấp xã, phường. Phải có phương án giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, di sản, điều kiện, sinh kế của người dân, phải bảo vệ tính mạng tài sản của người dân ngay từ khi bão chưa đổ bộ, bởi phòng còn hơn chống, theo chỉ đạo của Thủ tướng. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh một số nhiệm vụ như khẩn trương rà soát, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm tìm nơi tránh trú, kêu gọi ngư dân không đánh bắt trong những ngày này. Thủ tướng quán triệt các địa phương rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, bảo đảm an toàn hồ đập, lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhiệm vụ bảo vệ học sinh, khách du lịch, bảo vệ di sản, nhất là phố cổ Hội An và ứng phó với áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu sau bão, nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt sau bão. Cũng được người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh, báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thanh cho biết đến nay, gần như toàn bộ diện tích lúa và 85% diện tích thủy sản đã được thu hoạch. Chỉ còn 3 tàu thuyền đang trong vùng nguy hiểm, nhưng dự kiến 10 giờ sẽ thoát khỏi vùng này. Theo số liệu cập nhật, hơn 44.000 hộ dân tại địa phương được di dời, lương thực đã được bố trí dự trữ, đặc biệt là khu vực vùng núi có nguy cơ chia cắt cao. Các hồ thủy điện đang ở mực nước thấp nên có thể yên tâm về khả năng đón lũ với 900 triệu mét khối nước. Lực lượng thanh niên xung kích với 12.000 người đã sẵn sàng. Sau cuộc họp, tỉnh sẽ triển khai 3 đoàn công tác tới các địa phương để ứng phó bão. Trong khi đó, lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết đến nay còn 17 hộ dân chưa di rời. Huyện không di rời tập trung mà xen ghép với các hộ dân khác. Thủ tướng yêu cầu nếu tình hình căng thẳng có thể tính tới phương án di dời dân và đất liền. Trong khi đó, lãnh đạo huyện đảo cho biết nếu cần có thể huy động hầm quân sự để người dân tránh trú. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị nhấn mạnh quan điểm không tiếc khi ứng phó cơn bão này bởi mọi sự thiệt hại về tính mạng và tài sản có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên biển, 9 tàu đang di chuyển về phía Nam vào nơi an toàn. Nhưng 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định phải quyết liệt tích cực hơn bởi không loại trừ khả năng bà con sẽ đánh bắt khi thấy cá nhiều do bão. Ông Hoan yêu cầu địa phương quan tâm phát hiện kịp thời xử lý các nguy cơ sạt lở đất, vấn đề vận hành liên hồ chứa, hồ thủy lợi, đập thủy điện. Đặc biệt, các địa bàn cần giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống, không để địa điểm nào bị cô lập do mất thông tin liên lạc. Bão số 4 Noru được nhận định là một trong 4 cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Bộ. Ảnh hưởng của bão có thể gây ra gió mạnh nhất cấp 12, 13, giật cấp 15 trên đất liền ven biển từ Quảng Trị đến Bình Định. Bão Noru tương tự về đường đi và cường độ bão Sansine đầu tháng 10 năm 2006 đổ bộ vào Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Cơn bão từng làm 76 người chết, mất tích, 350.000 nhà bị sập đổ, hư hại, thiệt hại vật chất trên 10.000 tỷ đồng. Hàng chục nghìn người dân các xã ven biển tỉnh Quảng Nam được bố trí di chuyển đến nơi an toàn để tránh bão Noru. Sáng nay, hàng trăm hộ dân tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam được lực lượng chức năng tập trung để di tản tránh bão Noru, bão số 4. Tam Thanh là một xã ven biển của tỉnh Quảng Nam có nguy cơ lớn bị tàn phá bởi gió lớn và sóng biển dâng cao khi bão đổ bộ. Khoảng 6 giờ, công an bộ đội cùng cán bộ của các thôn đến từng nhà để vận động người dân ra cố nhà cửa và gấp rút rời khỏi nhà đi tránh bão. Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ cho biết địa phương huy động lực lượng sơ tán toàn bộ 459 hộ dân với khoảng 1.600 nhân khẩu của xã Tam Thanh đến các địa điểm an toàn trong trung tâm thành phố. Hàng chục chuyến xe đón người dân tại các xã ven biển, người dân ôm theo quần áo, đồ ăn dự phòng sẽ phải đi tránh bão trong nhiều ngày.
chị Nguyễn Thị Hằng ôm theo con gái cùng 7 người trong gia đình. Hơn 2 năm chuyển về thành phố Tam Kỳ, đây mới là lần đầu tiên tôi đi sơ tán. Bão được dự báo rất lớn nên tôi nghe theo vận động của xã, tạm thời rời đi để tránh bão, chị Hồng nói. Toàn tỉnh Quảng Nam dự kiến sơ tán 39.000 hộ dân với 133.000 nhân khẩu để tránh bão Noru. Công tác di rời sẽ được hoàn thành trong sáng nay, trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền. Người dân được đưa đến nhiều nơi như Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam với điều kiện sinh hoạt đảm bảo để tránh chú bão. Theo dự báo, rạng sáng mai bão Noru di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 20-25 km/h và tiến vào vùng ven biển các tỉnh Quảng Trị, Bình Định, sức gió mạnh nhất dự ở cấp 14, giật cấp 16. Gián tiếp chịu tác động của bão Noru, thành phố Hồ Chí Minh mưa cả ngày đêm. Thành phố Hồ Chí Minh nằm ngoài phạm vi hoàn lưu của bão nhưng lại nằm ở rìa bão, khiến gió Tây Nam mạnh lên đột ngột gây mưa dông, gió giật. Nhiều nơi trong thành phố có khả năng bị ngập sâu. Sáng nay, bầu trời tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ âm u, nhiều mây do mưa dầm từ chiều và tối qua, nhiệt độ trong không khí giảm mạnh. Chiều tối và đêm nay, toàn thành phố có mưa rào, rải rác, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trao đổi với Dinh, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó phòng dự báo Đài Khí tượng và Thủy văn khu vực Nam Bộ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh nằm ngoài phạm vi hoàn lưu của bão, nhưng lại nằm ở rìa bão, khiến gió Tây Nam mạnh lên đột ngột, gây mưa dông, gió giật. Sức gió giật có lúc đạt cấp 5-6. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh mưa, gió giật mạnh có thể làm ngã đổ cây cối. Mưa kéo dài đến cuối tuần và trùng với đợt chiều cường, đỉnh chiều lên đến 1,6m tại các trạm. Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan nhận định, theo bà, gió mạnh cùng với chiều cường dâng cao vào buổi chiều khiến nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh có khả năng bị ngập sâu. Chuyên gia cảnh báo, khi lưu thông qua khu vực ngập sâu, người dân lưu ý dòng nước chảy xiết để đảm bảo an toàn. Theo bà Lan, trong những ngày tới, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ diễn biến xấu, mưa duy trì gần như cả ngày lẫn đêm. Buổi sáng mưa gián đoạn, sau đó chiều tối đến đêm mưa kéo dài, lượng mưa to và xuất hiện trên diện rộng. Đặc biệt, mưa diện rộng còn phổ biến tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, miền Đông. Nơi gần hoàn lưu của bão có mưa to và gió giật dữ dội. Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho rằng Noru là siêu bão sẽ tiến thẳng về các tỉnh miền Trung. Từ sáng sớm đến gần trưa ngày 28 tháng 9, tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền từ Đà Nẵng đến Quảng Nam. Do đây là siêu bão nên phạm vi ảnh hưởng rất rộng, kể cả phía bắc đèo Hải Vân đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Khi đổ bộ đất liền, bão mạnh cấp 12-13, sức gió gần tâm bão giật cấp 15. Điều rất nguy hiểm là khi bão vào, gió đổi chiều có thể khiến cây cối, trụ điện ở nơi tâm bão đi qua bị vặn gãy, nhà cửa bị tốc mái, bà Lan nói. Ngoài ra, cùng với mưa trong bão, không khí lạnh ở phía Bắc tràn xuống tạo nên tổ hợp thời tiết nguy hiểm, thường gây ra lũ. Theo cơ quan dự báo khí tượng quốc gia, lúc 7 giờ sáng nay, bão Noru đã mạnh lên cấp 14-15, từ 150 đến 183 km/h, giật cấp 17, tăng 1 cấp so với 3 giờ trước và hơn 2 cấp so với nửa ngày trước. Đến chiều nay, gió bão bắt đầu tác động đến vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định với cường độ mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Sóng cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m. Lúc này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17. Đây là thời điểm bão mạnh nhất. Phú Quốc tạm ngưng các tuyến tàu, phà do bão Noru. Do tình hình thời tiết xấu, các tuyến tàu, phà vận tải hành khách ra các đảo khác trong tỉnh Kiên Giang phải tạm ngưng hoạt động. Do ảnh hưởng của bão Noru, thời tiết trên biển khu vực Kiên Giang có gió giật cấp 7, cấp 8. Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang, các hãng tàu, phà tuyến Phú Quốc Rạch Giá, Phú Quốc Hà Tiên và các quần đảo thuộc tỉnh Kiên Giang phải tạm ngưng hoạt động từ ngày hôm nay đến khi có thông báo mới. Hành động này nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện trên địa bàn. Sau khi nhận được thông báo, các hãng tàu phà đã nhanh chóng thông tin đến khách hàng cũng như các đại lý. Bên cạnh đó, chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã phát công văn hỏa tốc gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố chủ động ứng phó với bão.
trả lời riêng ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Vina Phú Quốc cho biết, việc các tuyến tàu tạm ngừng hoạt động không ảnh hưởng nhiều đến khách du lịch trên đảo trong thời gian này. Phần lớn khách hàng của công ty là từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nên họ có thể di chuyển bằng máy bay. Hiện sân bay Rạch Giá Kiên Giang vẫn hoạt động bình thường, ông Huy nói. Cũng theo ông Huy, các dịch vụ du lịch tại Phú Quốc không đóng cửa, du khách hoàn toàn có thể tiếp tục chuyến đi của mình. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tình trạng này sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Đảo Lý Sơn có gió giật cấp 11 khi tâm bão còn cách đất liền gần 300 km. Chiều nay, đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã có gió mạnh cấp 8 giật cấp 11. Huyện đảo đang tổ chức sơ tán 40 người đến các nhà kiên cố để tránh chủ bão Noru. Theo ghi nhận, từ lúc 13 giờ ngày hôm nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 Noru, đảo Lý Sơn đã xuất hiện gió mạnh cấp 8 giật cấp 11, đảo Phú Quý gió mạnh cấp 6 giật cấp 7. Trao đổi với Dinh, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn cho biết, trước diễn biến phức tạp của thiên tai, địa phương đã hỗ trợ sơ tán 17 hộ với hơn 40.000 người dân ở đảo Bé và thôn Đồng Hộ. Đảo lớn đến ở xen ghép với các hộ dân có nhà kiên cố để tránh bão số 4. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, địa phương bắt đầu có mưa to kèm gió lớn kéo dài. Trước diễn biến phức tạp của bão, Quảng Ngãi đã nâng cấp độ nguy hiểm lên cấp 4, nâng thêm số người dân từ sau 1.000 người theo dự kiến ban đầu lên 200.000 người dân sơ tán. Đến 14 giờ chiều nay, việc sơ tán dân vùng nguy hiểm ở Quảng Ngãi đến nơi an toàn tránh bão đã hoàn tất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào lúc 13 giờ tâm bão cách đất liền Đà Nẵng Quảng Ngãi 270 km về phía đông, sức gió duy trì mạnh nhất cấp 14-15, giật trên cấp 17 trong những giờ qua. Cơ quan khí tượng nhận định, trong 12 giờ tới, bão giữ cường độ trên và đi vào vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Lúc 1 giờ sáng mai, sức gió mạnh nhất vẫn ở cấp 14-15. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.